Nghị viện châu Âu EP hôm qua đã bầu nghị sĩ người Manta, bà Roberta Metsola, làm chủ tịch mới của cơ quan lập pháp Liên minh châu Âu EU. Bà Metsola là chủ tịch trẻ nhất từ trước đến nay của cơ quan này, sau khi đương kim chủ tịch David Sassoli qua đời hôm 11 tháng 1. Với 458 phiếu ủng hộ, bà Roberta Metsola, 43 tuổi, đại diện đảng nhân dân châu Âu, đã trở thành người phụ nữ thứ ba và là người trẻ nhất lãnh đạo EP. Nhiệm kỳ của bà sẽ kéo dài hơn 2 năm, đây sẽ là giai đoạn quan trọng trong bối cảnh EP đang phải đối mặt với những vấn đề gây nhiều bất đồng như giảm khí thải carbon, số hóa nền kinh tế, tăng cường năng lực quân sự của khối và siết chặt việc tuân thủ cơ chế pháp quyền của EU. Là nghị sĩ châu Âu từ năm 2013, bà Roberta Metsola được đánh giá là chính trị gia thế hệ mới nổi bật của nhóm Đảng Nhân dân Châu Âu. Bà khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ đại diện cho quan điểm chung của EP, kể cả khi quan điểm này trái ngược với quan điểm của bà. Được biết, bà Roberta Messola là nữ chủ tịch nghị viện châu Âu thứ ba kể từ 43 năm nay. Được đánh giá là người có tư tưởng tiến bộ và khéo léo trong việc tìm kiếm sự thỏa hiệp, bà Messola sẽ mang đến một luồng gió mới, tạo dựng cho người dân một sự tin tưởng vào châu Âu nhằm bảo vệ những giá trị đoàn kết của Liên minh châu Âu.